Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu của bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Honda Việt Nam đang thực hiện chương trình tri ân khách hàng với tên gọi Hè cực thích cùng Winner X áp dụng đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 trên toàn quốc. Khách hàng khi mua xe Winner X do Honda Việt Nam phân phối, trừ xe Winner X phiên bản thể thao ABS tại các cửa hàng, có thể thanh toán theo hình thức trả góp với lãi suất 0% thông qua các công ty tài chính như HD Sài Gòn, Jax, công ty tài chính ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và được nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Là mẫu xe quân Tây đầu tiên được Honda Việt Nam lắp ráp, Winner từng bước khẳng định uy thế và sức mạnh của riêng mình trong phân khúc. Sau đó, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung thêm phiên bản Winner X, một thế hệ xe quân Tây mới thể hiện tính vượt trội, những trải nghiệm đột phá.